mau xem có phải là vòng tay của con không. Sao vậy Tiểu Hoa, con có tâm sự à? Không sao ạ. Dì Mai, lúc dì nhặt con, trên người con còn gì khác không? Ví dụ như thư từ gì đó? Không có, chỉ có chiếc vòng này. Quả nhiên giống hệt nhau. Chẳng lẽ chiếc vòng này thật sự là một đôi sao? Vậy con và Phó Thành Nhân rốt cuộc có quan hệ gì? Con mau đi đi, kẻo có người phát hiện thì không hay. Dì Mai đi cùng con đi. Dì đã ký hợp đồng ở lại Lưu Gia rồi, không được đi đâu cả. Đi nhanh đi, mau đi đi. Sao chiếc vòng tay này lại ở chỗ cô? Cái vòng tay này, bà đúng là đồ vô ơn, còn dám lấy đồ của tôi ư? Lưu Ngọc Hân, chiếc vòng này là của cô sao? Cô đường đường là đại tiểu thư Lưu Gia, sao lại bùn xỉn như vậy? Cái gì tốt cũng cướp. Tôi vốn coi thường chiếc vòng tay này của cô. Tôi chỉ thích nhìn dáng vẻ cô cầu xin tôi như một con chó. Mục Tiểu Hoa, còn tiện nhân như cô dám đánh tôi, cô trả cho tôi. Cô đến lấy đi này, cô quỳ xuống, tôi sẽ trả lại cho cô. Lưu Ngọc Hân, cô quá đáng lắm rồi đó. Tôi đã đưa cho cô rồi, do cô không chịu quỳ xuống lấy thôi. Chúng ta nhịn chút đi con, mình tìm chỗ nào đó coi thử có sửa được nó không. Cái đồ ăn cây táo rào cây sung, tôi thấy bà sống sung sướng quen rồi, nên giờ muốn tự làm khổ mình đúng không? Tôi liều mạng với các người. Tiểu Hoa, con nghe lời gì, đừng gây sự nữa. Từ hôm nay trở đi, cô đừng mong bước qua cánh cửa này nữa, cũng đừng mong được gặp lại dì Mai. Dì Mai đi với con. Nhưng dì Mai đã ký hợp đồng 40 năm với nhà tôi rồi. Bà muốn đi thì đền tiền hợp đồng là được, cũng không nhiều đâu. 70 triệu tệ, 70 triệu đúng không? Phó Thành Nhân, đây là 70 triệu tệ, lấy hợp đồng của dì Mai lại đây. Nghe nói cậu không có quyền lực ở Phó gia, tấm sách này của cậu có thể lấy được tiền sao? Bà có thể thử. Dì Mai à, tôi vẫn chưa hành hạ bà xong đâu. Tôi hành hạ đủ rồi sẽ bán bà đi, nhưng tôi không có đủ kiên nhẫn. Hợp đồng đâu? Trong phòng. Bảy mươi triệu tệ. Đưa dì Mai lên xe đi, chuyện còn lại cứ giao cho tôi. Được, dì Mai đi thôi. Chờ đã, ai cho phép các người đi? Tôi nói cho cô biết, nếu sau này cô còn dám làm phiền Mục Tiểu Hoa và dì Mai, con giao trên người Nguyễn Phong, sẽ không nghe bất kỳ lời giải thích nào đâu. Phó thiếu gia, tôi cứ như vậy mà đi với cậu, e là không ổn. Dì gọi tôi là Phó Thành Nhân là được, sau này dì hãy yên tâm, sống cùng chúng tôi đi. Phó Thành Nhân, cảm ơn anh. Không ngờ cô cũng có một chiếc vòng tay. Đây là mẹ tôi để lại cho tôi. Bình thường Tiểu Hoa không nỡ đeo, bây giờ vỡ tan tành rồi. Có lẽ tôi có cách. Thật sao? Tôi ra ở Bắc Thành là bậc thầy trong nghề này. Lát nữa tôi bảo Tô Thanh Trúc đến đây xem nó thử. Phó Thành Nhân, cảm ơn anh. Hôm nay cô cảm ơn tôi hai lần rồi. Anh Phó Thành, anh tìm em có việc gì? Nổi hết cả da gà da vịt. Đây là Mục Tiểu Hoa phải không? Phí chất trả ra làm sao? Ngoại hình thì cũng tạm tạm. Ngoại hình của cô cũng tạm tạm đó. Chiếc vòng tay này chắc là chỉ có cô mới sửa được. Cái này là vòng tay của dì Hứa mà, sao lại vỡ vụn thế này? Sao cô lại nói đây là vòng tay của mẹ tôi? Tôi Thanh Trúc em là ai chứ? Người thừa kế thứ 17 của Tô gia. Năm đó lúc dì hứa bế em còn nghịch vòng tay của dì ấy mà. Sau đó chiếc vòng tay này được dì Cúc đeo, em đã thấy mấy lần rồi, tất nhiên là biết rất rõ. Cô xem thử chiếc này đi. Lúc trước có nghe cô em nói vòng tay của dì hứa là một đôi, hóa ra là thật. Một đôi ư? Làm sao cô có thể chắc chắn rằng hai chiếc vòng này là một cặp? Đây là chiếc vòng truyền đời do đại sư Trương Huân tự tay chế tác, trên thế giới chỉ có một đôi. Vậy cô của cô, ngoài nói vòng tay này là một đôi, còn nói gì nữa không? Hình như nói cái còn lại tặng cho.
chị em hay là anh em gì đó. Không nhớ rõ lắm. Anh Thành Nhân, anh yên tâm, chiếc vòng tay này em đảm bảo sẽ sửa được. Cô kể tôi nghe về chiếc vòng tay này đi. Lúc dì Mai nhận được tôi, chiếc vòng tay này đã ở trên người tôi rồi. Chắc là mẹ tôi để lại cho tôi. Phó Thành Nhân, anh có nghĩ chúng ta là người yêu tiền cũng phải có nguyên tắc. Cô không thể vì muốn được Phó Thị chia tài sản mà ép ba tôi nhận cô là con gái. Ý tôi là nếu chúng ta thực sự, anh có biết chuyện chúng ta bây giờ là loạn luân không? Vậy chúng ta thỏa thuận, nếu chúng ta thật sự là anh em, cô không được đòi chia tài sản của tôi. Phó Thành Nhân, đồ tôi. Nguyễn Phong, đây là tóc của Mục Tiểu Hoa. Cậu đi làm xét nghiệm ADN đi. Chẳng lẽ thiếu gia, anh cũng nghi ngờ quan hệ của anh với Mục Tiểu Hoa sao? Tôi không biết, nhưng nếu có thì sao? Nếu không phải là anh Phú Cường muốn xem anh dở trò gì, thì làm sao tôi có thể đến thăm người tàn phế như anh chứ? Anh Phú Cường, anh biết không, vòng tay của dì Cúc bây giờ đang ở trong tay em. Thành Trúc, về rồi à? Cô ơi, cô ở đây à? Con đi đâu đấy? Phó Thành Nhân bảo con giúp anh ấy sửa vòng. Vòng tay sao? Đây không phải là vòng tay của mẹ Thành Nhân sao? Dạ đúng, hôm nay con thấy Mục Tiểu Hoa cũng có đeo một cái, là vòng đôi với cái của dì Hứa ạ. Con nói trên tay Mục Tiểu Hoa đeo chiếc còn lại sao? Sao nó lại có chiếc vòng tay này? Không dễ gì mình mới có được mọi thứ. Nếu ai hủy hoại cuộc sống của mình sẽ hủy hoại người đó. Luôn rồi. Thiếu gia, bà Diệp Thu Cúc đến rồi. Cậu đừng đến sự đại hội cổ đông. Tôi vốn dĩ là công tử của tập đoàn Phó Thị, tham dự đại hội cổ đông cũng là lẽ dĩ nhiên. Hôm nay tôi đến đây không phải để thương lượng với cậu, mà là cảnh báo. Nếu như cậu không nghe lời, tất nhiên là tôi có cách để cậu không đi được. Đến lúc đó đừng trách tôi vô tình. Trói cậu ta lại cho tôi. Sao mới sáng sớm đã nghe tiếng chó điên rồ inh ỏi rồi? Cô nói ai là chó? Thì ra là bà Nguyễn Phong mà, anh cũng thật là, sao ai cũng dẫn vào nhà thế? Cô nói chuyện với người lớn kiểu gì đấy? Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, hầu mụ cũng chỉ là người hầu mà thôi, đừng có lấy cái danh trưởng bối ra để lên mặt cô. Mục Tiểu Hoa, cái miệng của cô cũng lanh lợi đấy, xé miệng nó cho tôi. Quán quân Kazate, để các vị chia cười rồi. Phó Thành Nhân, chuyện cậu để cho hai tên vô lại cướp phòng sau khi hôn lễ kết thúc, tôi đã biết rồi. Đợi ba cậu trở về, tôi sẽ nói chuyện này cho ông ấy, để tôi xem cậu còn ngạo mạn được nữa không. Tô Thành Trúc đã đưa vòng tay cho bà à? Thành Trúc là con dâu tương lai của tôi, đương nhiên là con bé sẽ đưa vòng tay cho tôi. Nhìn thấy chiếc vòng đó, tôi liền biết hai tên côn đồ kia là do cậu sắp xếp. Diệp Thu Cúc, bà trả vòng tay lại cho tôi. Nếu không muốn tôi nói chuyện này ra bên ngoài, đại hội cổ đông ngày kia, cậu không được tham gia. Ngoài ra, hãy lấy cổ phần của cậu chuyển hết cho Phú Cường nhà chúng tôi. Bà nghĩ tôi sợ bà sao? Vậy thì chúng ta cứ chờ xem. Tôi rất muốn xem một kẻ tàn phế như cậu làm thế nào để lật trời. Anh ấy có thể không lật trời được, nhưng có thể lật đổ được hai mẹ con bà đó. Cô, bà không được đi, trả vòng tay lại cho tôi. Không cần phải đuổi theo, tôi sẽ khiến bà ta trả vòng lại cho cô. Mặc dù ba để anh tham dự đại hội cổ đông, nhưng ông ấy vẫn đứng về phe của Phú Cường. Vậy những cổ đông đó chắc chắn cũng bị phó Phú Cường mua chuộc rồi. Anh đơn thân độc mã như vậy, lấy cái gì mà đấu với người ta? Cô nói có lý đấy. Cô nghĩ xem, sau khi tôi bị phó Phú Cường đuổi khỏi Phó Thị, tôi mở phòng châm cứu thì sao? Tôi nghĩ dựa vào vẻ ngoài này của anh, làm chú rể hợp đồng cũng là một hướng đi hay đấy. Vậy đến lúc đó nhờ cô Mục Tiểu Hoa nhiệt tình giới thiệu cho tôi nhé. Khỏi lo, dựa vào mối quan hệ này của chúng ta, quan hệ giữa chúng ta là gì? Hôm qua nói hôm nay ly hôn, tôi sẽ sắp xếp thời gian để chuyển ra ngoài. Chuyện ly hôn đợi đại hội cổ đông kết thúc rồi nói tiếp. Nhưng thiếu gia, tài liệu này cần anh ký tên để ở phòng làm việc đi. Thiếu gia, anh thật sự định ly hôn với phu nhân sao?
chờ có kết quả giám định ADN rồi tính. Tiểu Nguyệt chào đời rồi. Con bé vừa thấy mình đã cười rất tươi. Thằng nhân lớn nhanh lên nha. Như vậy con sẽ có thể bảo vệ được Tiểu Nguyệt, để không ai dám gọi Tiểu Nguyệt là con rơi. Con gái riêng. Mục Tiểu Hoa, cô bé trong ảnh có phải là cô không? Tôi nghĩ dáng vẻ của trẻ con đều giống nhau. Dì Mai, chuyện gì thế? Dì nhìn xem, cô bé trong ảnh có phải Mục Tiểu Hoa không? Tôi có ảnh của Tiểu Hoa ngày bé, để tôi lấy ra cho cậu xem. Sao thế? Anh hỏi bức ảnh này làm gì? Không có gì. Giống y hệt này. Cậu xem nụ cười này đi, rất đáng yêu. Tiểu Nguyệt được nhắc đến là tôi đúng không? Vậy chúng ta thật sự là anh em sao? Các con lấy nhau không phải là loạn luân đó sao? Phó Thành Nhân, chúng ta ly hôn đi. Thiếu gia, đã có kết quả xét nghiệm ADN rồi. Giám định ADN sao? Anh làm khi nào thế? Lúc biết hai chiếc vòng là một đôi. Thì ra chúng ta thật sự. Tôi biết rồi. Thì ra hai chúng ta thật sự chỉ có duyên vợ chồng với nhau thôi. Cái gì? Không cùng huyết thống. Vậy chuyện chiếc vòng là sao? Còn nhật ký và ảnh là sao nữa? Chúng ta có thể đợi cuộc họp cổ đông kết thúc, lên núi Thụy An hỏi ông ngoại tôi. Có lẽ ông biết. Giờ không muốn ly hôn nữa chứ, Phó phu nhân? Hôm qua lúc cô uống say, cô nói cô không muốn ly hôn mà. Tôi có hẹn với Hạo Dương đi dạo phố. Tôi đi trước đây. Cái gì? Hai người đều cho rằng người kia là anh em ruột của mình à? Nhiều sự trùng hợp như vậy, có thể không nghĩ nhiều sao? Vậy cái vòng tay và nhật ký kia là sao hả? Tôi không biết. Anh ấy nói đợi đại hội cổ đông kết thúc sẽ đến núi Thụy An hỏi ông ngoại thử. Anh đợi tôi một chút, tôi sẽ quay lại ngay. Đi. Đúng là yêu đương mù quáng. Ba anh bị cắm sừng rồi. Sao anh lại đến đây? Đến đón cô về nhà. Cô xem, người đâu vừa đẹp trai vừa giàu có, còn chủ động đến đón cô về nhà. Người đàn ông như vậy, cô không thích sao? Tôi là cô dâu hợp đồng, có loại đàn ông nào mà chưa từng gặp qua? Người nhà quê trên núi xuống như anh ta, sao tôi thích được? Chúng ta là người nhà quê trên núi xuống sao? Chúng ta đúng là từ trên núi xuống ạ. Cũng đúng. Cho anh xem cái này. Diệp Thu Cúc nói muốn dạy cho chúng ta một bài học, hóa ra là bài học cắm sừng. Thẩm mỹ của Diệp Thu Cúc cũng kém thật. Người đàn ông này so với ba tôi còn thua xa. Anh không bất ngờ sao? Không lẽ anh đã biết chuyện Diệp Thu Cúc ngoại tình sau lưng ba anh? Tay trong của tôi nói cho tôi biết, người này còn là một quản lý cấp cao của công ty, nhưng tên đó không trực tiếp chụp được ảnh như cô. Vậy tôi sẽ không dễ dàng gửi ảnh này cho anh. Vậy tôi làm gì thì cô mới chịu đưa cho tôi? Dựa vào việc anh là công tử của Phó Thị, đưa tôi 5 triệu tệ đi. Lấy thấp hơn mức này là có lỗi với thân phận của anh. 5 triệu ít quá. Vậy thì thêm 1 triệu nữa. Lấy nhiều quá thì cũng không phải phép lắm. Nếu tôi lấy thân báo đáp thì sao? Giá trị của cái thân này đáng giá hơn 6 triệu nhiều đấy. Nếu như anh thừa kế Phó Thị, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại.
Sau khi chúng ta kéo giá cổ phiếu xuống, Phó Phú Cường đã biển thủ một khoản tiền lớn để bù vào cổ phần của hắn. Tên Phó Phú Cường này to gan thật. Vậy bây giờ, chúng ta có cần gom bằng chứng lại không? Hãy gom bằng chứng lại. Ngày mai là đại hội cổ đông rồi. Quà tặng cho các vị cổ đông. Đã chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong rồi. Chắc chắn đây là cái bẫy mà Phó Thành Nhân bày ra. Ngày mai là ngày họp cổ đông rồi. Nếu để cho các cổ đông khác biết chuyện con biển thủ, vậy thì con không thể làm chủ tịch được nữa rồi. Con yên tâm đi. Chỉ có 200 triệu thôi mà. Nhà họ Phó chúng ta đến 3 tỷ còn trả được. Còn về những người khác, mẹ sẽ giúp con xử lý. Tiểu Hoa, khăn trải giường và vỏ chăn của con gì đã giặt hết rồi? Hay là tối nay con chịu khó ngủ cùng với Thành Nhân đi? Ngôi nhà này chỉ có một chiếc nệm và chăn đó thôi sao gì? Dì thấy hôm nay trời đẹp nên đã đem đi giặt hết rồi. Dì đi ngủ đây. Các con cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé. Vâng thưa dì Mai. Dì cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé. Dì Mai cũng quá lộ liễu rồi. Em đừng phụ ý tốt của dì Mai. Ông xã, mấy tên côn đồ hôm đó làm em sợ chết đi được. Nếu không em cũng đồng ý đổ cho anh rồi. Anh biết em yêu anh nhiều như thế nào mà. Em là một người phụ nữ, còn anh chính là bầu trời của em. Biểu hiện mấy hôm nay của em anh đều nhìn thấy. Cuộc họp cổ đông ngày kia, nếu để tên tàn tật Phó Thành Nhân đi, không phải sẽ khiến anh mất mặt sao? Hôm đó anh đã quá bốc đồng. Mấy năm nay công ty đều do Phú Cường quản lý. Vị trí chủ tịch này chắc chắn sẽ thuộc về Phú Cường. Đây là một tên tàn tật ngồi xe lăn. Tôi không quan tâm anh dùng cách nào. Sau khi hoàn thành, tôi sẽ chuyển tất cả số tiền còn lại vào thẻ của anh. Phó Thành Nhân, không chừng chị cậu thì cậu sẽ không biết sự lợi hại của Diệp Thu Cúc tôi đây. Bộ đồ này đẹp thật đấy. Hình tượng này có giống như hình tượng chú rể trong nghề của em không? Cực kỳ giống. Vậy thì bà Phó, cà vạt của ông Phó có phải nên do bà Phó thắt cho hay không? Được thôi, xem như là phúc lợi cho người hâm mộ. Đẹp trai quá. Thiếu gia, vừa nhận được tin tức, cuộc họp cổ đông sẽ bắt đầu sớm hơn dự kiến. Vậy chúng ta đi thôi. Bà Phó, đi thôi. Cuộc họp diễn ra khi nào? Khi tôi nhận được tin nhắn thì các cổ đông đã có mặt. Các người muốn mưu sát à? Xem ra là có người không muốn tôi đến cuộc họp cổ đông. Ba tên này giao cho tôi. Hai người đến cuộc họp đi. Tôi sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh giá trị và năng lực của bản thân. Phú Cường đã phát biểu xong kế hoạch với công ty. Mọi người có thể bắt đầu bỏ phiếu. Phó Thành Nhân, muốn đấu với tôi sao? Cậu còn non và xanh lắm. Gia Huy, lập tức mang một chiếc xe đến đây cho tôi, không kịp nữa rồi. Không muốn sống nữa à? Mục Tiểu Hoa, em không muốn sống nữa hay sao? Anh muốn mắng em thì trở về rồi mắng, mau đến tham gia cuộc họp cổ đông thôi. Các vị, tỷ lệ phiếu bầu của Phú Cường là 85%. Từ hôm nay trở đi, chủ tịch tập đoàn Phó Thị sẽ do Phó Phú Cường đảm nhiệm. Đợi một chút, tôi vẫn chưa bỏ phiếu mà. Phó Thành Nhân, mọi người nói đến đâu rồi? Sao cậu lại đến đây? Ngạc nhiên lắm sao? Không phải bố bảo tôi đi dự cuộc họp cổ đông sao? Một kẻ tàn tật mà còn muốn làm chủ tịch của tập đoàn Phó Thị, đúng là khiến người ta chê cười. Vị đại thúc này, chú coi thường người khuyết tật như vậy. Nếu mà tôi đưa lên mạng, sẽ gây ra phẫn nộ trong công chúng đấy. Thành Nhân, cổ phiếu trong tay con, bà đã giao cho Phú Cường quản lý rồi. Con cứ yên tâm dưỡng bệnh đi. Tốt hơn hết vẫn nên để con nắm giữ. Cho dù cậu có 15% cổ phần, nhưng những người ủng hộ Phú Cường có đến 85%. Thế sao? Chúng tôi chắc chắn sẽ ủng hộ Phú Cường. Phú Cường quản lý công ty rất tốt. Nghe thấy chưa? Tất cả các cổ đông ở đây đều ủng hộ Phú Cường nhà chúng tôi. Tập đoàn Phó Thị chắc chắn sẽ do Phú Cường quản lý. Vậy sao?
Tôi đã chuẩn bị một món quà cho các vị cổ đông, cũng không biết mọi người có thích hay không. Phó Thành Nhân, anh nghĩ rằng vì chút quà mọn của anh thì các vị cổ đông sẽ bị anh mua chuộc sao? Anh thật ngây thơ. Sau khi mở món quà này ra, nói không chừng các vị sẽ đổi ý. Đã khống chế được người rồi, xin hãy yên tâm. Tôi nghĩ bây giờ các vị chắc đã có suy nghĩ của riêng mình. Đối với việc ai sẽ làm chủ tịch của tập đoàn Phó Thị, chúng tôi không có ý kiến gì cả. Dù sao thì Phó Thị vẫn sẽ nghe theo quyết định của chủ tịch. Ai làm chủ tịch, tôi cũng không có ý kiến gì hết. Tôi cũng vậy. Các người vừa nhận một chút lợi lộc là đã nói thay cho Phó Thành Nhân. Chẳng lẽ hôm qua tôi cho các người còn ít hay sao? Phú Cường im đi. Chuyện của công ty vẫn nên do ba con quyết định. Ba con giao công ty cho ai thì công ty sẽ là của người đó. Đúng vậy. Nếu đã nghe theo ba tôi, vậy thì chuyện này sẽ do ba tôi quyết định. Công ty trước giờ đều do Phú Cường quản lý. Tất nhiên công ty phải giao cho Phú Cường. Ba, chắc là ba vẫn chưa biết chuyện Phó Phú Cường biển thủ 200 triệu của công ty đâu, đúng không? Phó Thành Nhân, anh đừng ngậm máu phun người. Con không thể vì tham gia cuộc họp cổ đông mà vu khống em trai của con được. Ở đây có bằng chứng cậu ta biển thủ công quỹ. Tất cả những cái này đều là thật sao? Ông xã, chuyện Phú Cường thua lỗ, tất cả đều do Phó Thành Nhân hãm hại. Cậu ta đã giăng bẫy. Còn có hai tên côn đồ giật đồ em nữa, cũng là do cậu ta sắp xếp để cướp vòng tay của em. Những điều mà dì Cúc nói đều là sự thật sao? Sao lại không phải thật cơ chứ? Cái vòng tay này, cậu đã đưa cho Thanh Trúc đem đi sửa. Là do Thanh Trúc trả lại cho tôi. Cái vòng tay này, tại sao lại ở trong tay cậu cơ chứ? Chiếc vòng tay này vốn dĩ là của mẹ tôi. Ba cậu đã tặng nó cho tôi, thì nó đã là của tôi. Quả nhiên, người mặt dày thì chuyện gì cũng dám nói. Đồ của mẹ Thành Nhân đương nhiên sẽ do anh ấy quyết định rồi. Cô là cái thá gì? Con gái nuôi của một người hầu như cô cũng có thể lên tiếng. Một kẻ ngoại tình như bà cũng có thể đứng ở đây. Thì người vợ của Thành Nhân là tôi đây thì càng có tư cách hơn rồi. Ngoại tình cái gì chứ? Cô đừng ở đó ăn nói sằng bậy. Cô dám nói chuyện với mẹ tôi như vậy, tôi đánh cô vỡ mồm. Phó Thành Nhân, cậu đã làm gì em trai cậu vậy? Khốn nạn, con dám bắt nạt em con trước mặt ba. Con dám ra tay đánh nó sao? Nhìn thấy chủ tịch yêu thương hai mẹ con bọn họ đến vậy. Vừa hay tôi có một tấm ảnh muốn cho ngài xem, nhân tiện chia sẻ cùng với mọi người. Không ngờ bà cũng khá ăn ảnh đó chứ. Ông xã, hãy nghe em giải thích. Chuyện không như anh nghĩ đâu. Dì Thu Cúc, chẳng lẽ tôi đối với cô còn chưa đủ tốt hay sao? Vụng trộm mà cũng không biết kín đáo một chút. Còn chưa bước vào phòng mà đã hôn nhau rồi. Cô khao khát đến mức đó sao? Mục Tiểu Hoa, con tiện nhân này, tôi liều mạng với cô. Đủ rồi Diệp Thu Cúc, đây đều là do bà tự tạo nghiệp nên mới bị trả báo. Đúng rồi, chuyện hôm nay bà thuê người ám sát Thành Nhân. Chúng tôi đã báo cảnh sát rồi, lát nữa cảnh sát sẽ đến tìm bà thôi. Thuê người ám sát sao? Thuê người ám sát cái gì chứ? Tôi không biết. Cô vu khống tôi, lát nữa cảnh sát đến thì bà sẽ biết có phải là vu khống hay không. Phó Thành Nhân, tên tàn tật này, cậu chết không được yên thân. Năm đó bác sĩ nói chân của cậu không thể bình phục được nữa. Năm đó khi ở cầu thang, bà đã đẩy tôi xuống. Chân của tôi đúng là đã bị thương. Nhưng những năm qua tôi ở núi Thụy An, ông ngoại đã dùng cách châm cứu chữa khỏi cho tôi rồi. Phó Thành Nhân, cậu giấu kỹ thật đấy. Lộ bản mặt thật ra rồi chứ gì. Bây giờ có còn dám giao công ty cho Phó Phú Cường không? Phó Phú Cường, biển thủ công quỹ, lập tức hủy bỏ chức vụ chủ tịch của cậu ta. Nếu mọi người không có ý kiến gì thì vị trí chủ tịch sẽ do Phó Thành Nhân đảm nhiệm. Ông xã, Phú Cường nó là con trai của anh mà. Sao anh có thể nói hủy bỏ là hủy bỏ vậy? Tình nghĩa vợ chồng của chúng ta kết thúc rồi. Tôi không thể để một kẻ phạm tội mưu sát làm phu nhân của Phó Thị. Quan trọng là bà ta còn ngoại tình. Phó Thành Nhân, cậu đã hủy hoại Phú Cường, cậu cũng hủy hoại luôn cả tôi, cậu chết không được yên thân. Tháo vòng tay trên tay bà ta xuống cho tôi, không tháo được thì chặt tay đi. Diệp Thu Cúc, tôi nói cho bà biết, cho dù đó là vòng tay hay công ty, miễn là nó thuộc về tôi, thì không ai có thể lấy đi. Đi thôi nào, bà Phó. Đi thôi nào, ông Phó.
phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Chúc mừng ông phó lấy lại được phó thị. Chúc mừng bà phó. Vậy, anh có thể xem xét biểu hiện hôm nay của em. Ông phó có thể tặng cho em một món quà nhỏ được không? Không phạt em là may lắm rồi. Còn muốn được thưởng sao? Em có biết hôm nay em chặn đầu xe nguy hiểm cỡ nào không? Chẳng phải là do em gấp sao? Anh xem, nếu chúng ta đến trễ một chút thôi thì công ty đã thuộc về phó Phú Cường rồi. Nhưng cũng không thể lấy tính mạng ra đổi được. Em biết không? Em biết rồi. Anh Thành Nhân, nghe nói chân anh không bị liệt, lại tiếp quản tập đoàn Phó Thị, em thấy rất vui mừng cho anh. Cô vẫn nên cảm thấy tiếc cho Phú Cường nhà cô đi. Dù sao thì cậu ta mới là vị hôn phu của cô. Chuyện của em và Phó Phú Cường là do ba mẹ hai bên sắp xếp. Thật ra, trước giờ em vẫn luôn yêu anh. Tình yêu mà cô dành cho anh Thành Nhân chính là đưa vòng tay cho Diệp Thu Cúc sao? Anh Thành Nhân, anh đừng trách em có được không? Em muốn đến để nhận lỗi, cũng muốn đến để giúp anh. Cô có thể giúp gì cho tôi? Anh Thành Nhân, tuy bây giờ anh đã tiếp quản tập đoàn Phó Thị, nhưng các vị cổ đông chưa chắc đã phục anh. Kết hôn với em rồi thì khác, nhà họ Tô sẽ toàn tâm toàn ý ủng hộ anh. Có phải cô đã quên là tôi đã có vợ rồi hay không? Cô Tô, tôi còn đang đứng ở đây mà cô đã bắt đầu âm mưu chiếm đoạt vị trí của tôi rồi. Mục Tiểu Hoa một đứa con nuôi như cô lấy gì để so sánh với tôi? Tôi làm bà phó thích hợp hơn cô nhiều. Nhưng nếu anh Thành Nhân vẫn còn yêu Mục Tiểu Hoa, sau khi hai người ly hôn, để cô ta làm nhân tình, em cũng sẽ không can thiệp đâu. Cô Tô thật là rộng lượng. Lời cô Tô nói cũng có lý. Dù sao thì sự ủng hộ của nhà họ Tô so với con gái nuôi của nhà họ Lưu thì càng có lợi hơn rồi. Sao anh không cân nhắc thử xem? Em không muốn làm bà phó đến như vậy sao? Em là đang suy nghĩ cho anh. Đúng là vợ của anh mà. Thay anh suy nghĩ chu đáo cả rồi, lại còn quan tâm anh đến thế. Nếu Mục Tiểu Hoa đã nói như vậy rồi, vậy thì chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Có điều hai người sắp ly hôn rồi, hai người đừng có ở đây lôi lôi kéo kéo nữa. Ở nơi công cộng thì hãy giữ chừng mực đi. Ai nói tôi muốn ly hôn? Tô Thanh Trúc, vừa hay ba của tôi ly hôn với Diệp Thu Cúc, cánh cửa bước vào nhà họ Phó, cô vẫn còn cơ hội đấy. Phó Thành Nhân, anh cũng cay độc thật đấy. Cô Phó Thành Nhân, anh nói như vậy là có ý gì? Không phải cô mong muốn có được thân phận bà phó sao? Chi bằng thiết thực một chút, kết hôn với ba của tôi đi, làm mẹ kế của tôi. Như vậy thì cô sẽ là phu nhân có địa vị cao nhất nhà họ Phó rồi. Hay lắm Phó Thành Nhân, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Anh không sợ nhà họ Tô của tôi sao? Ông Tô cũng không phải là một kẻ ngốc. Bọn họ biết bây giờ nhà họ Phó đang nghe lời của ai, nên đứng về phía nào. Phó Thành Nhân, anh đúng là một thằng đàn ông không có tầm nhìn. Nghe nói ngoại trừ nhà họ Phó ra thì nhà họ Tô là cổ đông lớn nhất của Phó Thị. Anh cứ từ chối như vậy sao? Không thấy tiếc hả? Cổ phần của nhà họ Tô có nhiều đến đâu cũng không thể làm gì chú rể của em được. Không phải đã nói rõ rồi sao? Cùng nhau nỗ lực, cùng đi lên đỉnh cao. Cuối cùng cũng để tôi tìm thấy cô rồi. Đi với tôi mau. Dì là ai? Tôi không biết gì. Hay lắm Mục Tiểu Hoa, quả nhiên là một đứa con gái không đàng hoàng. Mới đây thôi mà đã quên luôn vân đức nhà tôi rồi. Ban đầu khi cô gọi tôi là mẹ, sao không nói là không quen biết tôi? Dì Ninh là khách hàng hay là người thân? Làm ăn phát đạt quá, nhất thời không nhớ ra đây là người thân của ai. Cô vì người đàn ông này nên mới ly hôn với Vân Đức nhà tôi đúng không? Tôi sao? Tôi thấy anh rất lịch sự đàng hoàng, vậy mà lại đi cướp vợ của người khác. Xem tôi hôm nay xử lý cậu như thế nào. Mẹ, mẹ đang làm cái gì vậy? Mẹ đang giúp con dạy dỗ tên đàn ông cướp vợ của con. Tiểu Hoa, trời đất ơi, đã lâu rồi không gặp được em đó. Tiểu Hoa, trùng hợp ghê vân vân. Đúng vậy đó, anh ta là ai? Chồng cũ. Tiểu Hoa, đây là khách hàng mới của em sao? Đẹp trai quá. Anh với Tiểu Hoa chia tay bao lâu rồi? Bây giờ cô ấy là vợ của tôi. Vợ chồng chúng nó ôm nhau, tôi nhân tình như cậu nhúng tay vào làm gì? Tôi là nhân tình sao? Phá hoại gia đình của người khác thì phải bị dìm vào lồng heo. Đúng vậy, phá hoại gia đình của người khác đúng là phải bị dìm vào lồng heo. Con trai dì và Mục Tiểu Hoa đã chia tay lâu như vậy rồi, bây giờ cô ấy là vợ của tôi. Dì ấy là khách hàng, dì ấy không biết nghề của em là cô dâu hợp đồng. Chia tay cái gì chứ? Con trai tôi và Mục Tiểu Hoa mới kết hôn không lâu. Mẹ à, như vậy đi, chuyện ở đây cứ để con giải quyết. Tên nhân tình này xem ra không dễ đối phó đâu. Con có thể giành lại vợ của mình không? Tin con đi, tin tưởng con trai mẹ đi mà. Không sao đâu mà. Tiểu Hoa, đây là khách hàng mới của cô sao? Đẹp trai quá đi, giới thiệu cho tôi đi. Yên tâm đi, không thiếu phí mai mối của cô đâu. Thật ra anh ấy không phải. Mục Tiểu Hoa là vợ của tôi, hai người nên giữ khoảng cách một chút thì tốt hơn. Vân Vân là chị em của em,
Được rồi, được rồi. Tôi sẽ tránh xa Tiểu Hoa. Nhưng mà tôi có thể đến gần anh một chút được không? Người chị em như vậy không được đâu. Nam nam thụ thụ bất tương thân. Đáng ghét. Vậy tôi đi làm móng tay đây. Hôm khác chúng ta gọi điện nói chuyện nhé. Tạm biệt trai đẹp nhé. Cô là Mục Tiểu Hoa phải không? Là tôi đây. Anh là ai? Lên. Ai phải các người đến đây? Là Diệp Thu Cúc hay là Tô Thanh Trúc? Tôi sẽ cho các anh thấy sức mạnh của nhà vô địch. Sao lại nhiều lời như vậy? Lên cho tao. Cẩn thận. Phó Thành Nhân, thiếu gia, hãy giao cho tôi. Phó Thành Nhân, anh không sao chứ? Quay về rồi nói sau. Nguyễn Phong, mục tiêu của bọn chúng là Tiểu Hoa. Tra rõ xem bọn chúng là do ai phái đến. Bác sĩ nói may là không trúng chỗ hiểm. Nếu không thì gãy xương mất rồi. Mấy ngày này đừng chạm vào nước. Không chạm nước thì làm sao tắm được đây? Hay là em tắm cho anh đi. Anh nằm mơ đi. Để Nguyễn Phong tắm cho anh. Hai người đàn ông như vậy còn ra thể thống gì nữa chứ? Đến cái quần cũng không dám cởi nữa là. Vậy anh ở trước mặt em thì dám cởi sao? Cũng đâu phải là em chưa từng nhìn thấy đâu. Em nhìn thấy khi nào chứ? Em quên rồi sao? Lúc ở trong phòng tắm em còn khen là anh có thân hình đẹp. Em không có tắm cho anh đâu. Anh đừng nằm mơ nữa. Thiếu gia. Xin lỗi thiếu gia. Có hai tên chạy thoát rồi. Đám người này ra tay tàn độc. Rốt cuộc tôi đã đắc tội với ai chứ? Kẻ còn lại đâu? Đang ở tầng hầm. Lấy tiền của họ, làm việc cho họ. Tôi sẽ không nói gì đâu. Nếu như các anh nhắm vào tôi, có thể tôi sẽ không truy cứu kẻ phía sau là ai. Nhưng nếu các người nhắm vào Mục Tiểu Hoa, phải tự gánh chịu hậu quả. Nguyễn Phong, giao hắn cho cậu. Bịt miệng của hắn lại. Đừng để hắn làm phiền Tiểu Hoa. Tên đó đã khai ra chưa? Là ai phái hắn tới? Hắn nói, nếu bà phó không giúp anh tắm thì hắn sẽ không khai gì cả. Cam mà bà phó bóc quả nhiên là rất ngọt, nhưng lại không ngọt ngào bằng bà phó. Khua môi múa mép. Phó Thành Nhân, anh giữ ý tứ một chút đi. Bà phó, hay là chúng ta trở về phòng đi. Anh lại làm cái trò gì vậy? Đút thuốc cho anh đi. Trên TV đều diễn như vậy. Nếu nam chính bị thương thì nữ chính sẽ nhẹ nhàng, cẩn thận đút thuốc cho nam chính. Tay của anh cũng đâu có bị thương đâu. Hơn nữa là thuốc này, anh chỉ cần uống một ngụm là xong rồi. Anh mặc kệ. Dù sao thì trên TV cũng diễn như thế. Anh cũng muốn như vậy. Được rồi. Người ta được thì anh cũng phải được. Em phải thổi đi chứ. Ông phó, đây là thuốc ấm. Ở trên TV toàn là nữ chính nhẹ nhàng, cẩn thận thổi nguội thuốc rồi mới đút cho nam chính. Đúng vậy. Em nói thêm vài câu dỗ dành anh đi. Anh có uống không? Không uống. Bây giờ anh có uống không? Anh uống mà. Con muốn em đút cho không? Không cần nữa. Con cần em thổi nữa không? Không cần, không cần nữa. Mục Tiểu Hoa, hợp đồng hôn nhân của chúng ta đến đây là kết thúc đi. Được, đợi vết thương của anh khỏe hẳn, chúng ta đến núi Thụy An. Hỏi rõ về thân thế của em thì em sẽ đưa dì Mai rời đi. Hai người muốn đi đâu? Đi đến nơi có núi, có hồ, có biển. Đi đến nơi có sa mạc và thảo nguyên. Thế giới rộng lớn như thế này sẽ luôn có chỗ để nương nhờ. Anh không cần lo lắng đâu. Vậy em đưa anh đi với có được không? Ý anh là gì? Đừng cử động. Sao vậy? Làm anh đau rồi sao? Em đừng cử động thì sẽ không đau nữa. Ý anh là hợp đồng hôn nhân của chúng ta kết thúc. Mục Tiểu Hoa, sau này chúng ta sẽ là một cặp vợ chồng thật sự, có được không? Được. Vậy thì em đừng làm nghề cô dâu nữa, có được không?
Bà phó, em tắm cho anh có được không? Anh mơ đi. Mục Tiểu Hoa, anh cởi đồ thật sự rất bất tiện. Tay anh đau mà. Sao anh lại đau đến như vậy? Có phải vết thương bị viêm không? Anh không biết, để em gọi bác sĩ đến đây. Không cần đâu. Một lát nữa sẽ ổn thôi. Sao lại không cần nữa chứ? Anh đã đau như vậy rồi. Đừng giả vờ mạnh mẽ nữa. Em hôn anh một cái là khỏe ngay. Phó Thành Nhân, anh giả vờ có phải không? Không có. Anh đau thật mà. Bây giờ anh là bệnh nhân. Em đừng manh động. Cô dâu hẹn lần trước đột nhiên bị bệnh, gấp quá không tìm được ai thay thế. Lần này em nhất định phải giúp anh. Anh Lý, lần này chắc em không thể giúp anh rồi. Chồng hiện tại của em sẽ không thích đâu. Không thể đắc tội với khách hàng lần này được. Xem như là anh cầu xin em, xin hãy giúp anh lần này thôi. Được rồi. Em đang tìm cái gì vậy? Anh đến đây khi nào vậy? Để anh xem thử em đang tìm gì. Không có tìm gì hết. Đồ của con gái, đàn ông các anh không biết đâu. Hôm nay em có việc đi ra ngoài, em sẽ về trễ. Em đi làm chuyện gì? Đi giúp người bạn. Nguyễn Phong, giao Thành Nhân cho anh nhé. Đã hỏi ra chưa? Là bà ba của nhà họ Sa, Tô Nguyệt. Tô Nguyệt sao? Là cô của Tô Thành Trúc sao? Tại sao bà ta lại tìm người bắt cóc Tiểu Hoa? Lẽ nào là vì chuyện của Tô Thanh Trúc sao? Lý do cụ thể chúng tôi chưa tìm ra, nhưng nhiệm vụ của bọn chúng là bắt cóc phu nhân. Chắc hôm nay là ngày Sa Gia Huy tổ chức hôn lễ tại nhà hàng Hải Thiên Minh. Chúng ta đến góp vui cho bọn họ đi. Anh, sao anh lại đến đây? Chẳng phải anh không thích xuất hiện ở những nơi như vậy sao? Đám cưới của cậu, tất nhiên là anh phải đến rồi. Nhưng mà đám cưới của anh, em lại không đến được. Đây không phải là người quen cũ trực tiếp giới thiệu cho em, nói là cô dâu chuyên nghiệp rất đáng tin cậy. Đưa tiền xong thì sẽ không còn liên quan gì nữa. Nhưng mà cái gì? Hình như em đã gặp cô ấy ở đâu rồi. Có chút quen thuộc. Em nghĩ chắc đây là duyên phận rồi. Đi thôi nào. Chuyện này thật thú vị. Mục Thiên, đây là anh Thành Nhân của anh. Em nói chuyện với anh Thành Nhân một chút nhé. Mục Thiên, em đổi biệt danh từ khi nào vậy? Người trong giang hồ chỉ là có thêm vài biệt danh thôi mà. Phòng bị trước vẫn tốt hơn mà. Giao dịch hôm nay em thật sự không muốn nhận đâu. Chỉ là đến giúp đỡ tạm thời thôi. Giúp kết hôn, em cũng nhiệt tình quá đó. Chuyện ảnh cưới là sao? Nhìn cũng hạnh phúc đó. Là ảnh chỉnh sửa đó. Em làm gì có thời gian đi chụp ảnh. Đúng rồi, sao anh lại ở đây? Những kẻ bắt cóc em là do bà ba của nhà họ Sa, Tô Nguyệt phái đến. Bà ba của nhà họ Sa sao? Em không quen bà ta. Đã lâu không gặp. Bà ta chính là Tô Nguyệt sao? Không ngờ lần đầu tiên gặp mặt lại là ở nơi như thế này. Nhân tiện anh hỏi luôn chuyện của cái phòng đi. Cô ta giống bố. Được rồi, vậy tôi xin lỗi một lát. Cậu làm gì vậy? Dì Tô Nguyệt, có chút chuyện, muốn tìm dì hỏi một chút. Thành Nhân, có chuyện gì vậy? Chiếc vòng tay của mẹ tôi, sau này đã giao cho ai rồi? Vòng tay của mẹ cậu đã giao cho ai? Mà cậu còn không biết thì làm sao mà dì biết đây chứ? Vậy sao? Thành Nhân, khi cậu kết hôn dì vẫn còn đang ở nước ngoài. Vẫn chưa chúc cậu đám cưới hạnh phúc. Sao không thấy vợ cậu đâu? Dì Tô Nguyệt vẫn chưa gặp vợ tôi sao? Không phải chứ. Không phải gì còn tìm người bắt cóc vợ tôi sao? Bắt cóc sao? Bắt cóc cái gì chứ? Cậu đang nói gì vậy? Dì Tô Nguyệt, ba tên mà dì tìm cũng hung hăng thật đấy. Vết thương sau lưng tôi đau cả một đêm. Có điều ba tên đó, trong khoảng thời gian ngắn sẽ ở trong bệnh viện không thể ra ngoài được đâu. Dì cũng là vì Thanh Trúc nhà dì thôi. Cậu lại vì Mục Tiểu Hoa này,
mà từ chối Thanh Trúc. Tất nhiên, tôi phải dạy cho cô ta một bài học rồi. Vậy thì bà dạy dỗ Phó Thành Nhân đi. Bà dạy dỗ tôi làm gì? Tôi không thể dạy dỗ cậu ấy. Tôi chỉ có thể dạy dỗ cô. Bà dựa vào cái gì? Dựa vào việc tôi là... Bà là gì? Dựa vào việc... Tôi là cô của Thanh Trúc. Mục Tiểu Hoa là vợ của Phó Thành Nhân tôi đây. Là thiếu phu nhân của nhà họ Phó. Nếu ai dám động vào Tiểu Hoa, thì tôi sẽ lấy mạng kẻ đó. Sao tôi thấy cô dâu này, sao lại nhìn thấy quen thuộc như vậy chứ? Mấy hôm trước vừa gặp ở đám cưới của nhà họ Phó. Là cô dâu của đại thiếu gia nhà họ Phó, có phải không? Tiêu rồi. Sự nghiệp của tôi gặp phải thất bại rồi. Vật giống vật, người giống người. Còn có người nói trông tôi giống người nổi tiếng nữa. Ông Lữ, ông cứ ở đây nói bậy như thế này. Là đang muốn phá hỏng tiệc cưới của nhà họ Sa sao? Hay là muốn chế giễu nhà họ Phó chúng tôi? Vâng, vâng, là do tôi uống say rồi. Ông Lữ đã dặn ông đừng uống nhiều như vậy nữa rồi. Anh Thành Nhân, em thật sự không biết cô dâu mà anh tìm cũng là Mục Thiên. Nếu em mà biết, cho dù có đánh ba em cũng sẽ không kết hôn với cô ấy. Cô ấy không phải cô dâu hợp đồng mà tôi tìm. Không phải cô dâu hợp đồng mà anh tìm sao? Vậy là lão Lữ đã nhận nhầm người rồi. Suýt chút nữa khiến nhà họ Sa và nhà họ Phó mất mặt rồi. Em đi tìm ông ta tính sổ. Cô ấy là chị dâu của cậu. Hai người đã từng gặp nhau ở quán rượu rồi. Mỹ nữ à, đại ca của tôi, không dễ đụng vào đâu. Thì ra là cô. Tôi còn tưởng là ông trời đang ban duyên cho chúng ta. Đây là duyên phận trời ban cho tôi. Anh, đừng làm như vậy với một kẻ độc thân chứ. Còn hôn lễ của Sa Gia Huy thì phải làm sao đây? Việc mà Sa Gia Huy giỏi nhất là gây chuyện sau đó thì giải quyết hậu quả. Hôm nay nguy hiểm quá đi mất. Cũng may là đám cưới của Sa Gia Huy, nếu là người khác, có khi còn bắt em đền bù. Cái nghề cô dâu hợp đồng này thật sự không nên làm nữa rồi. Bây giờ em mới biết là không nên sao. Tức giận như vậy là đang muốn mình dỗ sao? Dỗ thì dỗ. Lần này thật sự là em đi giúp anh Lý mà. Con người em thật kỳ lạ. Sau này sẽ không giúp ai hết. Chỉ giúp ông Phó thôi. Vậy em định giúp anh như thế nào? Tắm cho ông Phó. Thật sao? Tất nhiên là thật rồi. Nhưng hôm nay tay anh không có sức. Không sao đâu. Tay em có sức là được rồi. Vậy bây giờ em đi bật nước đi. Đúng vậy, giờ em sẽ đi bật nước táo đỏ để tắm cho ông Phó. Em lại lừa anh đúng không? Để xem lần này em chạy đi đâu. Không chạy, không chạy nữa. Thiếu gia, đợi một chút đi. Anh hỏi xem có chuyện gì vậy? Có chuyện gì? Chuyện liên quan đến sư phụ, ông ngoại sao? Vào đi. Thiếu gia, sư phụ vừa gọi điện đến. Ông ấy muốn anh và thiếu phu nhân lên núi một chuyến. Ông ngoại muốn gặp Tiểu Hoa sao? Vừa hay chúng ta đi hỏi chuyện của chiếc vòng luôn. Vậy em sẽ đi thu xếp hành lý. Ngày mai sẽ đi núi Thụy An. Chỉ có chuyện này thôi sao? Những chuyện như vậy có thể nói vào lúc khác không? Có thể nào? Sắp xếp hành lý đi, ngày mai lên núi. Đại vương bảo ta đi tuần tra núi, bắt một con heo con về làm bữa tối. Phó Thành Nhân, còn bao lâu nữa mới đến? Em đã leo hơn một tiếng rồi. Sắp đến rồi, sắp đến rồi. Nghỉ ngơi một chút đi. Nghỉ ngơi thôi. Nào. Không ngờ ở đây lại đẹp như vậy. Thứ em không ngờ đến còn nhiều lắm. Lát nữa đưa em đến nhà ông ngoại để xem. Được, ông ngoại biết em đến. Còn đặc biệt chuẩn bị đặc sản địa phương cho em. Anh còn chưa được chiêu đãi như thế. Vậy thì mau đi thôi, đợi anh với. Đúng rồi, lần này lên núi nhất định phải hỏi ông ngoại về chuyện của chiếc vòng. Có lẽ ông biết về thân thế của em. Có thể là vậy. Tại sao ông ngoại lại không ở biệt thự mà chỉ muốn sống trên núi vậy? Vì môi trường ở đây tốt, không khí thì trong lành, lại rất yên tĩnh nữa, không có ai làm phiền ông. Vậy thì em nghĩ ông ngoại chắc chắn là một người rất cổ hủ. Nếu em mà nói chuyện lớn tiếng thì ông sẽ trừng mắt lên nhìn em. Điều đó thì chưa chắc. Anh xem ông lão này ngầu ghê. Vừa nhảy vừa ăn kem. Em muốn ăn sao? Muốn.
vậy để anh đi hỏi ông xem có bán không. Ông ấy nói, chỉ cần em đáp ứng một điều kiện của ông ấy sẽ tặng cây kem cho em. Điều kiện gì? Em bế ông ấy một chút là được rồi. Ông già chết tiệt, lớn tuổi mà mất biết, đã lớn như vậy rồi, mà muốn lợi dụng tôi. Ông ngoại, tiểu hoa đang đùa với ông thôi. Ông ngoại sao? Ăn đi nào. Ông có nhiều kem lắm. Cảm ơn ông ngoại. Sao anh không nói cho em biết? Anh đang muốn chọc em thôi. Ăn một cái là được rồi. Ông nữa đó, sau này chỉ được ăn một cái thôi, có nghe không? Con nhìn xem cái gì nó cũng muốn quản lý hết, phiền chết đi được. Đúng vậy, anh ấy luôn quản lý con, không cho phép con làm cái này cái kia. Đúng là phiền chết đi được. Vì thế nên ông muốn đuổi nó xuống núi từ lâu rồi, không muốn bị nó quản nữa. Ông ngoại, ông thời thượng như thế này, sao lại có đứa cháu lạc hậu như vậy chứ? Ông cũng cảm thấy ông rất thời thượng. Tên tiểu tử này trước khi kết hôn còn từng nói với ông sẽ không bao giờ kết hôn đâu. Kết quả thì sao? Vẫn là chạy đến lễ đường đó thôi. Làm ông rất tò mò, sao lại đột nhiên đổi ý rồi? Chẳng trách hôm làm lễ lại đến trễ như vậy. Còn tưởng gặp tai nạn trên đường rồi chứ. Bây giờ em đã biết nguyên nhân rồi đúng không? Đúng rồi ông ngoại. Lần này ngoài việc đến thăm ông, còn một việc nữa muốn hỏi ông nữa. Con nói đi, ông ngoại. Con muốn hỏi ông về việc liên quan đến hai chiếc vòng này. Đây không phải là chiếc vòng tay lúc trước ông đã nhờ thầy Trương Huân làm cho mẹ con sao? Đúng vậy. Có một chiếc là do mẹ con để lại, chiếc còn lại là của Tiểu Hoa. Chiếc còn lại đang ở chỗ con sao? Vâng. Chiếc vòng này là lúc mà dì Mai nhặt được con thì thấy nó được đặt trong miếng lót. Có nghĩa là con là con gái của Tô Nguyệt. Tô Nguyệt. Đúng vậy. Người mà ông nói là bà ba của nhà họ Sa Tô Nguyệt sao? Đúng vậy. Năm đó, ông đã lấy chiếc vòng tay này tặng cho mẹ con làm quà sinh nhật. Vừa hay, sinh nhật của mẹ con và sinh nhật của Tô Nguyệt cùng một ngày. Bọn chúng lại là bạn thân nữa. Vì thế nên mẹ con đã tặng chiếc vòng còn lại cho Tô Nguyệt. Vậy, chiếc vòng còn lại kia là của Tô Nguyệt sao? Đúng vậy. Con nhớ bà ấy không hề tái hôn. Đúng vậy. Trước khi Tô Nguyệt kết hôn, đã yêu một thủy thủ, còn mang thai đứa con của người đàn ông đó. Trước khi đứa trẻ được sinh ra, người đàn ông này chết trên biển, không thể nào quay về được nữa. Cho nên nói, Tô Nguyệt vì muốn gả đến nhà họ Sa nên mới vứt đứa trẻ đó đi sao? Còn con, rất có khả năng chính là đứa con rơi đó. Tiểu Hoa, tất cả chỉ là suy đoán của chúng ta thôi. Đến lúc đó chúng ta đến nhà hỏi Tô Nguyệt là được rồi. Anh nghĩ bà ấy sẽ thừa nhận sao? Anh có cách để em biết được chân tướng. Hãy tin tưởng anh. Chuyện của Tô Nguyệt, các con có thể đợi sau khi quay về rồi điều tra rõ ràng. Có một số chuyện ông muốn hỏi các con. Có thể nào cho ông bế cháu sớm một chút được không? Ông ngoại, tụi con vẫn chưa có kế hoạch sinh em bé. Tối nay thì có thể lên kế hoạch rồi. Sức khỏe của ông ngoại con tốt lắm. Mau sinh một đứa cháu để chơi với ông nào. Có được không Tiểu Hoa? Con biết rồi ông ngoại. Lần đầu tiên Tiểu Hoa đến núi Thụy An, con đưa cô ấy đi dạo xem. Được rồi, đi đi, đi đi. Ông cứ làm việc của ông đi nhé. Chuyện của Tô Nguyệt, em đừng quá để tâm. Em không nghĩ về chuyện của Tô Nguyệt. Em là đang nghĩ anh có thể khiến bọn họ tém tém lại được không? Đừng để ý đến họ, bọn họ đều là những người chưa bao giờ ăn cẩu lương. Cẩn thận. Đã xem đủ chưa? Da mặt dày quá rồi đúng không? Nói anh mặt dày đấy. Thật ra bọn họ cũng dễ thương mà. Cô ấy ngã là thật đó. Đi thôi, anh đưa em về xem phòng. Chỉ có một cái giường thôi sao? Vợ chồng đương nhiên phải ngủ chung giường rồi.
Cái giường này là của em. Vậy anh ngủ ở đâu đây? Anh ngủ ở sofa đi, em chắc chưa? Có kiểu người như các cậu sao? Không ra thể thống gì cả. Nghe lén mà cũng không chừa chỗ cho tôi. Nếu anh không chịu thì sao? Sao vậy? Có bị thương không? Đau em quá, anh nhẹ thôi. Sư huynh thô bạo quá, thành nhân này cũng không biết nhẹ nhàng lại chút. Chảy máu rồi. Do anh hết đó. Không thích hợp cho trẻ em. Mấy người trẻ tuổi các cậu đó, mau về phòng đi. Đi mau lên, đi mau. Như vậy thật sự hơi mất vệ sinh. Phải bao lại, để anh đi tìm ông ngoại. Ông ngoại, sao ông lại ở đây? Đúng lúc con đang tìm ông. Ở trên núi của chúng ta. Không cần nói nữa, ông biết rồi. Cái đó trên núi của ông không có. Các con muốn cái đó để làm gì? Để cho ông sớm bế cháu hơn không được hay sao? Ông nói con đó phải nhẹ nhàng một chút, đừng có thô bạo như vậy có được không? Ông đang nghĩ cái gì vậy? Con đang tìm băng cá nhân. Cánh tay của Tiểu Hoa bị chảy máu. Tiểu Hoa bị thương sao? Chứ không, ông nghĩ là cái gì? Có ngay đây, tôi đi lấy cho. Tôi cũng đi, tôi cũng đi. Ông cũng đi. Sư huynh, băng cá nhân đây, cảm ơn cậu. Chờ một chút sư huynh, sư phụ bảo đệ chuyển lời với huynh là đừng để ông ấy phải chờ quá lâu, sớm để ông ấy được bế cháu. Sao vậy, ông ngoại đưa đó? Ông còn nói là ông muốn được bế cháu. Hay là tối nay, chúng ta đáp ứng yêu cầu của ông đi. Em thấy sao, anh thấy sao? Anh cảm thấy rất tốt mà. Muốn sờ thì sờ đi. Người đàn ông của mình mà còn ngại gì nữa, ai mà thèm giờ chứ. Sao vậy? Ở đây. Ở đây. Ở đây nữa. Cái gì? Đều là những nơi mà anh từng hôn. Ông ngoại, chào buổi sáng. Chào các con, có chuyện gì mà nhìn ông ngoại vui thế? Mọi người vui vẻ. Với cái độ dữ dội của hai đứa tối qua, việc ông được bế cháu chắc chắn sắp đến rồi. Nhất định không ở thêm một hôm nữa sao? Trở lại làm rõ chuyện thân thế của con trước, sau đó bọn con sẽ về thăm ông ngoại sau. Được rồi. Đúng rồi, năm đó mẹ con đã từng nói với Tô Nguyệt, nếu mà sinh một nam một nữ thì sẽ kết thông gia. Không ngờ hai đứa lại có duyên đến như vậy. Vậy bọn cháu xuống núi để ông ngoại. Ông nhớ giữ gìn sức khỏe, ông nhớ bảo trọng nhé. Đi đi. Tục ngữ nói đường lên dốc thì khó đi, đường xuống dốc thì dễ té. Không sao cả. Con đường sau này anh sẽ đi cùng em. Sao vậy? Em không muốn anh đi cùng. Em muốn được anh cõng đi. Nào. Được rồi, anh sẽ cõng em cả đời. Chúng ta đi thẳng đến nhà họ Sa. Em nghĩ Tô Nguyệt biết rõ em là con gái của bà ấy. Ngày diễn ra hôn lễ của Sa Gia Huy, bà ấy dùng ánh mắt đó nhìn em. Hơn nữa còn suýt chút nói ra, có lẽ vụ bắt cóc lần trước không giống như lời của Tô Nguyệt nói là vì Tô Thanh Trúc, mà là bà ấy lo sợ sự xuất hiện của em ảnh hưởng đến cuộc sống của bà ấy. Đến đó thì chúng ta sẽ rõ thôi. Có phải thành nhân đến tìm Gia Huy không? Nó vừa ra ngoài rồi, cũng không biết khi nào về. Chúng tôi đến để tìm bà. Tìm tôi sao? Tìm tôi để làm gì chứ? Đem đồ của bà trả lại cho bà. Trả cho tôi. Chiếc vòng tay này là bà đã đặt vào trong miếng lót của tôi. Bây giờ trả lại cho bà. Tôi không hiểu cô nói gì. Ông ngoại tôi nói chiếc vòng tay còn lại của mẹ tôi đã tặng cho bà rồi. Đúng là mẹ cậu đã tặng chiếc vòng này cho tôi. Có điều, trước khi tôi kết hôn không lâu, nó đã bị người ta trộm đi mất rồi. Vậy bà có dám đi xét nghiệm ADN với tôi không? Xét nghiệm ADN cái gì chứ? Cô buông tay tôi ra. Phó thành nhân cậu không quản được vợ cậu sao? Mục Tiểu Hoa, cô điên rồi sao? Tôi đã nói với cô rồi, tôi không phải mẹ của cô.
Từ đầu đến cuối, tôi chưa bao giờ nói bà là mẹ tôi. Hai người cút ra khỏi nhà họ xa cho tôi, tìm người bắt cóc con gái ruột của mình. Tô Nguyệt, trên đời này không có người mẹ nào ác độc như bà. Cô nói bậy bạ cái gì vậy? Anh, sao anh lại đến đây? Tôi cầu xin cô, tôi nhất định sẽ tìm cơ hội giải thích với cô. Đừng để Sa Gia Huy biết. Nếu không cậu ấy sẽ nói với chú ba cậu ấy mất. Cho nên, bà thừa nhận rồi sao? Tôi thừa nhận. Tôi thừa nhận mọi thứ. Cầu xin cô, tôi không muốn mất đi cuộc sống hiện giờ của mình. Đi thôi, em đã biết câu trả lời rồi. Bọn anh chỉ tình cờ nói chuyện với gì thôi. Thần thần bí bí cái gì vậy chứ? Thím. Bọn họ tìm thím nói chuyện gì vậy? Tùy tiện nói vài câu thôi. Đây là Phó Thành Nhân để quên ở đây rồi. Ngày mai thím sẽ gửi cho cậu ấy. Con cứ như vậy mà từ bỏ làm phó phu nhân, con cam tâm sao? Đương nhiên không cam tâm rồi. Hôm nay lúc Thành Nhân đến tìm Gia Huy, đã làm rơi vòng tay trong nhà. Cô tạo cơ hội cho con. Thế nào? Hay quá, cảm ơn cô. Tô Nguyệt thừa nhận em là con gái bà ta, còn đặc biệt cho người đến bắt cóc em. Anh nói xem có được cười không? Sao anh không uống? Uống đi, hôm nay cùng em uống cho thật đã đi. Được. Anh uống cùng em. Trên thế giới này, thật sự có người mẹ, ngay cả con ruột mình cũng không cần sao. Không ngờ đứa con xui xẻo đó lại là em. Còn đi làm cô dâu hợp đồng nữa. Có lẽ em nên đi mua vé số. Cũng có thể bà ta có nỗi khổ của mình. Bà ta thì có nỗi khổ gì, đến nỗi bỏ rơi em chứ. Em đáng ghét đến vậy sao? Bà ta không những không cần em, còn tìm người bắt cóc em. Sao bà ta lại tàn nhẫn như thế? Tiểu Hoa, có lẽ Tô Nguyệt sinh em ra để em gặp được anh. Tô Nguyệt khởi đầu cuộc sống của em, còn anh chính là bến đỗ của em. Phó Thành Nhân, anh thật sự là bến đỗ của em. Anh không chỉ là bến đỗ của em, mà còn là chỗ dựa cả đời của em. Chào buổi sáng, Phó Phu Nhân. Chào buổi sáng, anh Phó. Tối qua Phó Phu Nhân làm thế với tôi. Có phải nên chịu trách nhiệm với tôi không? Xin lỗi nha anh Phó. Tôi là người dù đứng giữa một rừng hoa, cũng không để một cánh hoa dính vào người. Chịu trách nhiệm với anh là hoàn toàn không thể. Không chịu trách nhiệm sao? Phó Thành Nhân, anh buông tay em ra, chịu trách nhiệm không? Chịu mà, buông tay em ra. Phó Thành Nhân, cả đời này, anh cũng không buông tay em ra đâu. Đau lưng à? Làm sao đây? Anh nói phải làm sao đây? Nhất thời không kiềm chế được, anh. Alo. Tôi là Tô Nguyệt. Tôi có đặt một phòng ở Hải Thiên Minh. Cô muốn biết gì? Tôi sẽ nói cô biết. Được, đây là 10 triệu. Chuyện của chúng ta, tôi hy vọng cô không nói ra. Tôi không muốn có người thứ tư biết chuyện này. Đây là gì? Tiền bịt miệng hay là tiền bù đắp đây? Cô nghĩ gì cũng được. Chỉ là đừng nói ra mối quan hệ giữa chúng ta. Là được, không có chút tình cảm gì với tôi. Tại sao lúc đó lại sinh ra tôi? Khi người đàn ông đó qua đời, cô ở trong bụng tôi đã lớn lắm rồi. Không bỏ được. Lúc đó tôi còn rất trẻ. Tôi không thể vì một đứa nhỏ mà hủy hoại cuộc đời mình. Bây giờ tôi sống rất tốt. Cô không nên xuất hiện làm phiền tôi. Tôi bây giờ cũng sống rất tốt. Chúng ta không làm phiền nhau. Chẳng qua tôi chỉ tò mò là, lúc đó bà bỏ rơi tôi, sao còn để lại vòng tay cho tôi? Đừng trách mẹ nhẫn tâm. Con đáng lẽ không nên sinh ra trên đời. Có thể sống được hay không? Tùy vào số phận của con vậy.
Có lẽ muốn để lại cho chính mình một kỷ niệm. Phải rồi, vòng tay của tôi hình như quên mang theo rồi. Phó Thành Nhân, tôi để quên vòng tay ở phòng A33. Đây là thẻ phòng, cậu giúp tôi đi lấy được không? Chờ hai người nói xong, tôi sẽ đi lấy. Tôi và Mục Tiểu Hoa còn có chuyện muốn nói. Cậu không cần lo, tôi không dám làm gì cô ta trước mặt cậu đâu. Anh đi đi, em muốn xem bà ta rốt cuộc là muốn làm cái quái gì. Nhớ bật ghi âm điện thoại. Vòng tay để ở đâu? Ngay đầu giường, cậu vào sẽ thấy ngay. Được, tôi sẽ quay lại ngay. Anh Thành Nhân, sao cô lại ở đây? Đây là phòng của em, tất nhiên là em phải ở đây rồi. Xem ra Tô Nguyệt không để vòng tay trong phòng, thì ra là cố tình lừa tôi vào đây. Anh Thành Nhân, đến cũng đã đến rồi, nói chuyện một chút rồi hãy đi. Tôi và Tô Tiểu Thư đây không có chuyện gì để nói. Anh Thành Nhân, em thật sự thích anh đó, anh không thể cho em một cơ hội sao? Phía sau em là cả nhà họ Tô. Anh thật sự vì đứa con hoang như Mục Tiểu Hoa từ chối em sao? Tôi nghĩ cô hiểu lầm gì đó rồi. Tôi không vì ai mà từ chối cô, chỉ là đơn giản là không ưa cô mà thôi. Phó Thành Nhân, anh đừng có rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Nếu anh không kết hôn với tôi sẽ hủy hoại anh. Vậy để tôi xem Tô Tiểu Thư làm thế nào hủy hoại tôi. Bây giờ anh bước ra khỏi đây, tôi sẽ kiện anh tội cưỡng bức tôi. Phó Thành Nhân, anh đừng hối hận đấy. Cứu tôi với. Phó Thành Nhân cưỡng bức tôi. Phó Tổng Anh vừa mới tiếp quản Phó Thị, làm những chuyện này không sợ ảnh hưởng sao? Sao bên ngoài lại ồn ào thế? Nghe nói vợ của Phó Tổng là con hoang, Phó Tổng dùng bỏ vợ mình, muốn cưỡng bức Tô Tiểu Thư, sau đó liên hôn với nhà họ Tô sao? Nói một chút đi, xin nói một chút. Phó Tổng xin anh trả lời chúng tôi. Thanh Trúc với Thành Nhân. Mục Tiểu Hoa, Thanh Trúc làm phiền Thành Nhân như thế cũng không phải là cách, không thì chúng ta thỏa thuận đi. Miễn là cô đồng ý, đừng nói với ai về mối quan hệ của chúng ta. Sau này chúng ta không làm phiền nhau, tôi sẽ giúp cô thuyết phục Thanh Trúc, không cho nó làm phiền Thành Nhân nữa. Mấy chuyện này là do bà gian xếp phải không? Gì chứ? Phòng mà bà bảo Thành Nhân lên, Tô Thanh Trúc cũng là bà cố tình cho cô ta ở đó, đợi Thành Nhân đến. Vậy thì sao? Miễn là cô đồng ý, tôi sẽ giúp cô giải quyết chuyện của Thanh Trúc. Tôi không cần bà ra mặt giải quyết. Những năm này và nhiều năm sau nữa, tôi cũng không cần bà giúp tôi giải quyết bất kỳ chuyện gì. Còn nữa, giữa tôi và bà không có điểm chung, đương nhiên sau này cũng không làm phiền nhau. Cô, đây có lẽ là Phó Phu Nhân rồi. Phó Tổng làm những chuyện khó coi này, cô có suy nghĩ gì không? Phó Phu Nhân có ly hôn với Phó Tổng không? Biết là cô ngốc, không ngờ cô lại ngốc đến vậy. Mục Tiểu Hoa, sao cô lại nói như thế? Tôi vô tội mà. Là Phó Thành Nhân cưỡng bức tôi, cưỡng bức cô. Tô Thanh Trúc, cô cũng coi thường Phó Thành Nhân quá rồi. Theo như những gì tôi hiểu về Phó Thành Nhân, cô mới vào cỡ 3 phút 5 phút, anh ấy có thể xong ngay sao? Em đang khen anh hả? Không đúng, anh ta cố cưỡng bức tôi, tôi khó khăn lắm mới chạy thoát được. Tô Thanh Trúc, cô cũng đánh giá cao bản thân mình quá đó. Trước khi anh ấy vào phòng này, tôi đã sớm biết chuyện này không đơn giản, cho nên tôi đã bảo anh ấy bật ghi âm. Không ngờ cũng có ích đó chứ. Cho mọi người nghe một chút nào. Phó Thành Nhân, anh định rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, tôi cho anh thêm một cơ hội. Nếu anh không kết hôn với tôi sẽ hủy hoại anh. Vậy tôi muốn xem Tô Tiểu Thư đây làm thế nào để hủy hoại tôi. Giờ anh ra khỏi đây, tôi sẽ kiện anh tội cưỡng bức. Cô gái bẫy hại Phó Thành Nhân, cô còn dám ở đây giả làm nạn nhân sao? Tô Thanh Trúc, đến sự trong sạch của bản thân cô cũng không cần. Tôi nên nói cô không biết xấu hổ hay là quá ngốc đây? Không phải. Tô Tiểu Thư, những gì Phó Phu Nhân nói có phải là thật không? Tô Tiểu Thư, cô cố tình gài bẫy hại Phó Tổng, rốt cuộc có mục đích gì? Tô Thanh Trúc, cô nghĩ kỹ đi. Người đứng sau lưng bảo cô làm việc này thì có thể có ý đồ tốt gì chứ? Ý cô là gì? Ý cô là cô tôi. Đừng chụp, đừng chụp nữa. Thanh Trúc, đi thôi nào, về nhà với cô. Tô Thanh Trúc đúng là ngốc mà, sao có thể làm những chuyện hại người mà bản thân chẳng có chút lợi ích gì? Cô ta muốn làm Phó Phu Nhân, muốn đến phát điên rồi. Bây giờ tâm trạng tốt hơn rồi phải không?
Tô Nguyệt này, ngay cả cháu gái bên cạnh mình cũng có thể tính kế được. Bà ta quả thật rất nhẫn tâm. Ông ngoại, sao thế ạ? Thành Nhân à, ông xuống núi rồi? Xuống núi, có chuyện gì xảy ra sao? Thằng nhóc Sa Gia Huy bảo với ông, lúc trước con đưa nó đến hộp đêm chơi, ông bảo nó đưa ông đi mở mang tầm mắt. Ông cùng Sa Gia Huy đến hộp đêm, không nói với con nữa, đi đây. Ông ngoại đi hộp đêm sao? Xanh điệu quá nha. Trẻ không chơi, ra đổ đốn mà. Tiểu Hoa, hay để ông ngoại sớm được bế chắc đi. Ông ngoại vẫn còn khỏe mạnh, hay là đợi thêm vài năm nữa đi. Nhưng mà anh đợi không được. Không sao đâu, chúng tôi chỉ đi ngang qua thôi. Hai người tiếp tục đi. Ông ngoại, có chuyện gì sao? Không phải các người đi hộp đêm rồi sao? Chuyện là như thế này, do ông quẫy trái quá nên bị trẹo lưng luôn. Nhảy bị trẹo lưng sao? Mau đỡ ông về phòng đi. Không sao đâu, hai đứa tiếp tục đi. Ông ngoại lớn tuổi rồi, còn đưa ông đi hộp đêm nữa. Ông ấy cứ bắt tôi đưa đi, ông ấy bảo cậu đưa đi. Cậu liền đưa đi à, cậu xem bây giờ xảy ra chuyện rồi. Ông ngoại, chúng con ra ngoài trước, hộp đêm này chơi vui quá. Đợi ông khỏe rồi lại đưa ông đi nhé. Khi nào em mới cho ông bế chắc đây? Ông ngoại vẫn rất khỏe mà, ông còn có thể đi hộp đêm quẩy mà. Phải nói là ông ngoại cũng khá sành điệu đó. Lớn tuổi như vậy mà lại thích cùng mấy người đẹp quẩy. Đàn ông đều thích người đẹp. Vậy anh cũng thích người đẹp à? Anh thích em. Vậy việc em thích anh, khi nào mới thừa nhận nó đây? Có gì mà em không dám thừa nhận chứ? Do em khiêu khích anh trước đó. Phó Thành Nhân, anh làm gì vậy? Bỏ em xuống. Phó phu nhân, em đang quyến rũ anh à? Đây là mèo con của nhà nào vậy? Là mèo con của nhà chúng ta. Từ xa ông đã ngửi thấy mùi tình yêu khắp nhà rồi. Chào buổi sáng ông ngoại, hôm qua các cháu hành sự cũng ồn ào quá đó. Xin lỗi ông, do cháu không kiềm chế được. Nghe nói Tô Thanh Trúc ra nước ngoài rồi, gây ra chuyện như vậy. Cô ta cũng phải né tránh sự chú ý một thời gian. Nhưng anh nghe nói, cô ta cũng biết Tô Nguyệt tính kế với cô ta, sau đó cũng từ mặt bà ta rồi. Nói thế thì cô ta cũng còn chút đầu óc. Sao thế, nhận lại Tô Nguyệt rồi sao? Dạ không, không nhận nữa. Sau này, mọi người là gia đình của con. Đúng, chúng ta sau này là người một nhà. Nhà em có một chú heo, màu lông trắng trắng xinh xinh. Vui thế sao? Cả ngày đều hát. Tất nhiên vui rồi. Vậy thì phải làm một chuyện vui hơn nữa. Phó Thành Nhân, anh xóa ngay cho em. Anh không xóa. Xóa cho em. Anh không xóa. Mệt quá đi thôi. Gả cho anh ấy. Gả cho anh ấy đi. Gả đi. Mục Tiểu Hoa, cuộc sống này là một chuỗi những điều không chắc chắn. Nhưng việc yêu em là điều anh rất chắc chắn. Anh sẽ chăm sóc em cả đời này. Được không? Được. Em đồng ý. Sao không thấy Tiểu Hoa đâu? Không phải đào hôn nữa chứ? Im đi. Thiếu gia, cô ấy không đào hôn chứ?
Cô ấy không chạy được đâu. Chiếc vòng tay này vốn là để lại cho cô. Cầm lấy đi. Chúc cô hạnh phúc. Em muốn chạy đi đâu? Anh nói xem em chạy đi đâu đây. Anh Lý, lần này chắc là không chạy được rồi. Lần làm ăn này chắc sẽ hơi lâu. Có thể cần cả đời.